Cô A Sung trong vai Ân Hô Quân. Ha Se Ok Jin trong vai Seo Gu Jin. Lee Jong Hui trong vai Do Ki Tit. Lee Ho Kwon trong vai Jang Kang Ho. Oh Dae Hwan trong vai Lee Yong Se. Anh ta khùng vậy nhưng mà rất có năng lực. Còn anh thì sao? Không quản nổi cả nhân viên hợp đồng nữa. Làm tôi thất vọng đó. Bạn đánh giá các công ty tiếp thị. Sao lại đổi đối tác đã làm tốt thế này chứ? Chúng ta không hề đạt được lợi nhuận như mong đợi. Thêm vào đó, giá để trả cho tiếp thị trực tuyến quá đắt so với thị trường. Và chúng ta đã làm việc với những công ty này quá lâu rồi. Làm việc lâu đều có lý do cả mà. Làm sao là vấn đề được? Họ vẫn đang làm rất tốt, có vấn đề gì đâu. Đương nhiên là chúng ta vẫn sẽ hợp tác với các công ty làm việc tốt như hiện giờ thôi. Tuy nhiên, phải thay thế những công ty thua lỗ như thế này, đổi sang các công ty mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh hơn. Ê, được rồi, ý tôi là... Một anh xem xét kỹ lại, tôi sẽ chờ phê chuẩn. Anh là trưởng phòng ạ. Cái tên điên này đúng là quá đáng mà. Bạn đánh giá các công ty tiếp thị. Tôi không thấy có điểm nào khác hết. À, dạ, chúng ta vẫn sẽ làm việc với công ty cũ. Sao vậy? Công ty này đã hợp tác nhiều năm rồi. Bên đó làm việc rất tốt. Tôi thấy họ tăng phí thêm là 10%. Sao vậy? Dạ, mỗi lần ta ký hợp đồng nếu tăng phí thêm 10% mỗi năm như vậy từ trước tới nay anh à. Sao vậy? Dạ, tôi không rõ nữa. Cái này đã được quyết định như vậy từ trước rồi mà. Sao vậy? Tôi đang hỏi cô lý do là gì mà. Không có lý do hợp lý sao cô lại nói báo cáo như vậy hả? Một trợ lý 5 năm không nên nói ra điều này đâu. Tôi không thể chấp nhận loại báo cáo qua loa như thế này được đâu. Trợ lý Ha, tôi quá thất vọng rồi. Trưởng phòng Sơ, thú thật là tôi phải làm quá nhiều việc nên tôi thật sự rất mệt trưởng phòng à. Cô Hồ Ân là nhân viên hợp đồng nên là không thể giúp được gì. Đáng lẽ tôi phải xem trước nó khi báo cáo cho anh. Đây chỉ là việc đơn giản nên tôi nghĩ là cô ấy sẽ làm tốt. Tôi xin lỗi. Cô làm việc cái kiểu gì vậy? Cho dù bản báo cáo năm ngoái tôi làm tốt thế nào, cô chỉ được tham khảo để viết báo cáo thôi. Tôi không hiểu cô đang nói gì hết. Cô không tìm hiểu nguyên nhân trong báo cáo hay sao hả? Đúng là bực thật mà. Cô là nhân viên hợp đồng nhưng không nên vô trách nhiệm như vậy.
doanh số quý tư năm 2016. Trợ lý Hà. Trợ lý Hà. Gì chứ? Cô còn tài liệu tiếp thị trực tuyến nào hay không? Tôi không có tài liệu thì vẫn làm việc được mà. Hãy xem kỹ lại tài liệu đi. Dạ. Ôi, thiệt đúng là. Cô nghĩ công ty thừa tiền lắm hả? Dạ. Cô muốn gì đi? Cô mang cho tôi đống giấy tờ đi chứng minh cái gì đi hả? Cô đang khoe là cô vất vả lắm hay sao? Trọng điểm là gì đi? À, ý tôi là nếu như anh nhìn vào tài liệu thì sẽ thấy chúng vẫn sử dụng cùng một danh sách trang web và cùng một phương thức tiếp thị thôi. Tôi thấy kỳ lạ lắm mà. Các công ty đó có vấn đề gì đi? Lãng phí từng này chỉ để nói mấy câu như vậy thôi hay sao hả? Tôi muốn thu thập lại rồi mới đưa cho anh xem thôi à. Tôi xem cái đó rồi làm gì hả? Ý tôi nói là rất đáng ngờ thôi mà. Tố cáo tội phạm thì gọi cảnh sát có biết hay không? Quả quạng gọi 911, nghi ngờ công ty hợp tác gọi 0810. 0810 là số của công ty đó. À, đừng có nói với tôi là có điều đáng ngờ thêm nữa. Phải tự tìm ra cách giải quyết đi chứ. Đó là công việc một người phụ trách cần phải làm. Mang về đi, thiệt đúng là quá lãng phí rồi. Không thể tái sử dụng nó nữa. Cô đi thăm người bệnh hả? À không phải, tôi đi lộng quyền đó mà. Hả? Ông chủ à, tôi 28 năm cuộc đời rồi, đây chính là lần đầu tiên tôi có thể lộng quyền. Thời gian qua tôi phải chịu quá nhiều thứ tồi tệ trong đời, anh biết không? Sao? Sao? Cô bị điên hả? Dạ, tôi đang bị điên đây. Cô bị điên hả? Biết mấy giờ rồi không? Dạ chào quý khách. Tới giờ thấy ca rồi sao còn chưa tới? Không đến nữa đâu, tôi không có đi. Ông chủ à, lần trước anh còn không trả tiền làm thêm giờ cho tôi vào tuần trước nữa mà, anh không nhớ hay sao? Tôi đã không định nói với anh về chuyện này rồi mà, tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả? Cô mau ra đây, có ra không? Nè, cô cố tình gọi tôi chứ gì? Thôi, đúng là hết nói nổi. Cô chọi trúng mục tiêu rồi đó. Giỏi quá rồi còn gì. Cô mau ra đây. Không ra. Không ra thanh toán à? Nhân viên ở chỗ anh hơi kỳ quặc hơn. Có chuyện gì với cô ấy vậy không biết. Cô rời khỏi quầy nên mới có chuyện như vậy. Tôi chỉ đi xếp hàng lên kệ một lát thôi mà, đâu phải là... Ai mà biết được cô đã làm cái gì chứ hả? Một lát hay nhiều lát ai mà biết. Kêu cô làm việc không bao giờ thấy cô nghe lời hết. Cô ăn dụng một mình nữa chứ gì. Rốt cuộc là bị cướp bao nhiêu vậy? Tôi không chắc, phải kiểm tra thì mới rõ được à. Cô làm cái gì mà không thấy chứ? Nếu cô tiếp tục làm như vậy á thì làm ơn nghỉ đi cho xong. Ôi, cô có biết là ở ngoài kia có biết bao nhiêu người thất nghiệp hay không? Nếu như mà cô không làm nữa thì nghỉ việc đi. Tôi xin lỗi anh ạ. Cũng may là tôi á, đã xuất hiện kịp lúc, nếu không... Đừng có nói là thỉnh thoảng lại có chuyện như vậy nha. Hôm nay tôi sẽ không trả đủ lương cho cô. Tôi sẽ trừ lương của cô vì đã làm mất hàng hóa. Ôi, tinh thần làm việc kiểu này đương nhiên là phải thất nghiệp rồi. Chứ chỗ nào mà dám nhận. Cho nên là tôi sẽ trở thành một người cầm quyền thật ngầu. Cô đang nói cái gì vậy? Cho tôi nợ nha. Nhìn nè, chuyện gì vậy ta? Mình đến lộng quyền mà. Anh vẫn nên đổi đi. Nè anh coi đi. Không phải đắt sao? Anh nè, tôi mang cho anh ít đồ uống đi. Cô gọi điện là được rồi mà, sao lặn lội tới tận đây vậy? Thì mỗi lần tôi gọi họ đều bảo người phụ trách đang bận, cho nên là tôi... Vậy thì cô nên quên luôn đi chứ. Tôi đã đọc tài liệu rồi và có một số chỗ tôi không có hiểu được, mà văn phòng chúng tôi lại không có đủ dữ liệu, cho nên tôi có thể xem thêm tài liệu về công việc được không anh? Thay người phụ trách rồi hả? Thấy lạ thiệt luôn đó, mình đến lộng quyền mà. Tôi mới phụ trách à? À, lính mới à. Chắc cô không phải trợ lý hả? Dạ.
Tôi là nhân viên mới, nhưng là theo hợp đồng. Theo hợp đồng? Trời ơi, chắc công ty cũng mất trí rồi. Cho nhân viên hợp đồng phụ trách hả? Sao đây ta? Trợ lý ở đây còn không nói chuyện với lính mới kia kìa. Điều mà tôi tò mò muốn biết chính là... Ý chà. Đúng rồi, tôi quên mất là mình có cuộc họp. Trời, cô cứ về đi, tôi sẽ gửi email qua. Qua email hả? Nhưng mà bây giờ anh đưa cho tôi luôn cũng được mà. Tôi đã đến tận đây rồi mà anh bảo tôi về hả? Tôi nói là gửi email qua mà. Tôi mới là có quyền. Trưởng phòng của chúng tôi không hề hài lòng với công ty của các anh đâu. Nếu như mà cứ tiếp tục thế này thì sẽ có chuyện đó. Cô làm sao thì làm. Chỉ là nhân viên hợp đồng thôi mà. Tôi là nhân viên hợp đồng thì sao? Anh làm gì được tôi? Con người gì mà thô lỗ dữ vậy? Mà còn nữa nha, anh ta còn dám khinh thường mình nữa. Alo, tôi xin nghe máy à. Tôi là Ưng Hô Ưng của đội tiếp thị à. Tôi có thể giúp gì được không? Tôi cần cô giúp tôi. Tôi trợ lý Lee Jong Jae đây. Dạ. Bệnh viện Misho. Mình đã đến chỗ này rồi mà ta. Bác sĩ ơi. À, viện trưởng ơi. Cô là gì? Mình thật sự đã nghe thấy tiếng chuông định mệnh rồi. Cô định giữ tư thế này bao lâu nữa đi? Tôi xin lỗi. Để tôi xem nào. Cô không sao chứ? Đây, băng xong rồi. Cô trật cổ tay rồi đó. Cô đừng có cử động quá nhiều nha. Dạ. Tôi xin lỗi anh nha. Chân thành xin lỗi anh luôn đó. Tôi sẽ không thu tiền viện phí của cô, nhưng mà cô cũng không được đòi tiền bồi thường thương tích đâu đó. Tất nhiên rồi, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu. À mà anh à, anh có thể giữ bí mật với trưởng phòng Bắc được không anh? Giữ bí mật gì? Thì cái chuyện mà tôi làm dở bình hoa nè, tôi sẽ đi ra ngoài mua bù lại cho anh, như vậy được không? Tôi đoán là trưởng phòng Bắc là một người rất là đáng sợ ha. Không phải đâu. Không phải như vậy mà. Anh ấy là một người rất tốt, tôi nói thiệt đó. Làm sao đây? Ngoài tay ra thì cô có bị thương ở đâu không? Bác sĩ à, thực ra thì tôi